hai nhóm biểu tình chống Trung Quốc thừa nhận mục tiêu chống chế độ. Giữa tháng 8 năm 2019, có hai nhóm chống đối tận dụng những diễn biến tại bãi Tư Chính để kích động biểu tình. Số này gồm Diễn đàn Xã hội Dân sự và Zombie Nguyễn. Cụ thể, sau khi đi biểu tình trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 10 tháng 8, Tương Lai, tức Nguyễn Phước Tương, tuyên truyền rằng người trí thức phải có trách nhiệm biểu tình để lên tiếng với quốc tế, để biểu thị lòng yêu nước, để sát cánh cùng cảnh sát biển và hải quân. Trong bài, Tương quy kết rằng chế độ toàn trị của Nguyễn Phú Trọng sẽ không để cho chúng ta biểu thị lòng yêu nước. Dù trong thực tế, cuộc biểu tình của Tương không hề bị công an ngăn cản. Tương tự, khi tàu HD8 quay trở lại bãi Tư Chính vào ngày 13 tháng 8, Nguyễn Quang A viết trên Facebook cá nhân rằng tàu cộng lại quấy nhiễu, dân xuống đường hỏi tội bọn bán nước. Như vậy, các thành viên xã Diễn đàn Xã hội Dân sự không giấu mục đích lật đổ chế độ, dù họ vẫn đang tuyên truyền rằng mình chỉ biểu tình ôn hòa vì mục đích chống Trung Quốc. Sau khi tổ chức thành công cuộc biểu tình tại Nhật vào ngày 4 tháng 8, nhóm Zombie Nguyễn không có nhiều động thái trong khoảng một tuần. Sau đó, được kích thích bởi cuộc biểu tình hôm 10 tháng 8 của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nhóm này gia tăng hoạt động. Họ liên tục đưa tin về các diễn biến trên Biển Đông, tuyên bố sẽ sớm tổ chức một cuộc biểu tình nữa tại Nhật, đồng thời liên tục đăng ảnh, bài về phong trào biểu tình tại Hồng Kông để kích động độc giả. Ngày 17 tháng 8, họ tuyên bố đổi tên fanpage thành phong trào anti-Chicom, phong trào chống Trung Cộng, và sẽ thêm nội dung ủng hộ Hồng Kông vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà họ tổ chức. Như vậy, các nhóm hô hào biểu tình trong tuần qua đều vất gọn cờ chống Trung Quốc để đòi thay đổi thể chế chính trị, dù họ hô hào biểu tình một cách thường xuyên hơn. Hiện chưa có tổ chức nào ra lời kêu gọi có thời gian và địa điểm cụ thể. Khác với không khí to còi của các diễn đàn trên, Nguyễn Lân Thắng, thành viên NOU, viết rằng với thực lực hiện tại, giới chống đối chỉ có khả năng tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ lẻ thay vì các cuộc biểu tình lớn như năm 2011. Biểu tình lớn chỉ nổ ra nếu Trung Quốc chính thức nổ súng vào tàu Việt Nam, hoặc nếu giới chống đối kiên trì nuôi dưỡng lòng yêu nước, khai mở dân trí, đấu tranh từng bước nhỏ để thay đổi quan điểm chính trị của số đông người dân trong xã hội. Hiện nay, ý thức quốc gia của người Việt Nam vẫn chủ yếu là ý thức chống ngoại xâm. Vì vậy, giới dân chửi thích dùng ngọn cờ chống ngoại xâm để kêu gọi biểu tình vì ba lẽ. Thứ nhất, đó là ngọn cờ tốt nhất để công khai lôi kéo đám đông, giúp nhanh chóng thực xây dựng được lực lượng. Thứ hai, khi ngọn cờ không còn nằm trong tay một đảng mà nằm trong tay đám đông, thì ý thức quốc gia cũng sẽ thay đổi, chuyển từ độc đảng sang một dạng khác. Thứ ba, không ít kẻ mong rằng áp lực từ đám đông sẽ làm nảy sinh chiến tranh, bạo loạn, cho phép Mỹ can thiệp, rồi dựng lên một chính quyền thân Mỹ ở Việt Nam. Tiếc thay, dù đám đông biểu tình không có khả năng ra các quyết định tỉnh táo trong chiến tranh, cũng không có khả năng tham gia một cuộc chiến. Bằng khí tài hiện đại trên biển, nó lại có thừa khả năng gây ra các vụ bạo loạn như trong vụ HD981, Formosa và dự luật đặc khu kinh tế. Hiện nay, chính phủ Việt Nam là bên duy nhất có đủ thông tin và phương tiện để bảo vệ cả chủ quyền, hòa bình lẫn độc lập. Nếu giới dân chửi biết coi trọng ba giá trị này, thay vì chỉ biết đến ý thức hệ của bản thân, họ nên dừng ở việc hối thúc chính phủ bảo vệ Biển Đông thay vì lợi dụng chuyện biển thông để kêu gọi lật đổ chính phủ.